cập nhật tin tức về dịch COVID-19 mỗi ngày trên kênh FBNC. Bản tin ngày hôm nay 22 tháng 8 có những thông tin nổi bật như sau. Croatia bị Anh loại khỏi những khu vực miễn trừ cách ly bắt buộc. Nga sẽ thử nghiệm vaccine COVID-19 trên 40.000 người vào tuần sau. Chuyên gia nói vaccine COVID-19 của Trung Quốc sẽ có giá cả phải chăng. Tại Việt Nam, Hà Nội tạm dừng phố đi bộ Hồ Gươm để phòng chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hơn 2.000 người không đeo khẩu trang. Tại Hà Nội, 3 bệnh viện bị xếp loại không đảm bảo an toàn phòng dịch. Tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 8, thế giới ghi nhận gần 22,8 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 15,5 triệu ca đã được chữa khỏi và hơn 797.000 ca đã tử vong. Mỹ vẫn tiếp tục là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với hơn 5,7 triệu ca nhiễm trên cả nước, trong đó có hơn 2,4 triệu ca đã được chữa khỏi và hơn 177.000 ca đã tử vong. Theo sau Mỹ là Brazil với hơn 3,5 triệu ca mắc được ghi nhận, trong đó hơn 112.000 ca đã tử vong. Thứ ba và bốn trong nhóm các quốc gia đang bị đại dịch hoành hành là Ấn Độ và Nga. Số ca nhiễm tại hai quốc gia này lần lượt là hơn 2,9 triệu và gần 947.000 ca. Trong hôm thứ Năm, Anh cho biết đã loại Croatia ra khỏi danh sách những khu vực an toàn. Du khách Anh có 2 ngày để ngay lập tức trở về nhà nếu không muốn bị cách ly bắt buộc 14 ngày. Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps cũng bổ sung Áo, Trinidad và Tobago vào danh sách khu vực an toàn. Đây là động thái mới nhất trong công cuộc khoanh vùng kiểm dịch để ngăn đại dịch COVID-19 xâm nhập từ nước ngoài vào Anh. Các du khách Anh đang có kỳ nghỉ ở đây cho biết họ không quá lo lắng về những biện pháp cách ly sắp tới. You arrived 10 days ago. Hiện tôi vẫn đang làm việc tại nhà, công ty tôi cũng chưa có kế hoạch đi làm trở lại. Nên nếu có bị cách ly thì cũng chẳng sao, vì với tôi cũng như đang tự cách ly tại nhà rồi. Tuyên bố này không ảnh hưởng đến quyết định nghỉ dưỡng ở Croatia của tôi, kể cả là trong thời gian tới. Không chỉ Anh, mới đây Đức cũng yêu cầu người dân không đi du lịch đến những vùng của Croatia. Về phần Croatia, số ca nhiễm COVID-19 ở đây đã tăng mạnh, với hơn 219 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày thứ Tư. Hiện nay, nước này có gần 7.350 ca nhiễm và gần 170 ca đã tử vong. Hôm thứ Năm, Reuters đưa tin, vào tuần tới, Nga sẽ thực hiện thử nghiệm vaccine trên 40.000 người. Thử nghiệm được thực hiện dưới sự giám sát của một cơ quan nghiên cứu quốc tế để được cơ quan y tế nội địa phê duyệt sử dụng. Tất nhiên, hiệu quả miễn dịch và tính an toàn luôn là hai yếu tố quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, trong phác đồ này, thứ chính yếu mà chúng tôi muốn đánh giá chính là hiệu quả dịch tễ của vaccine Sputnik V. Nếu các tiêu chuẩn trên đều được chứng nhận, tôi tin là chúng tôi có thể công bố loại vaccine này đến công chúng và lưu hành. Trước đó, các nhà khoa học và quan chức Nga đã ca ngợi vaccine này hiệu quả và an toàn sau khi thực hiện hàng loạt những cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ trên người, dù kết quả chi tiết vẫn chưa được công bố. Điều này làm cho các chuyên gia y tế phương Tây ngờ vực về Sputnik V và yêu cầu không đưa vaccine này vào sử dụng trước khi nó vượt qua các bài kiểm tra về thử nghiệm theo quy chuẩn quốc tế. Hiện có khoảng 1 tỷ đơn đặt hàng vaccine Sputnik V trên toàn thế giới, dù vaccine này còn chưa vượt qua được giai đoạn thử nghiệm 3, nghĩa là giai đoạn cần thiết để được WHO cho phép sản xuất và sử dụng đại trà. Trong khi đó, tại Trung Quốc, ông Liu Jingjin, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc cho biết, vaccine COVID-19 của Trung Quốc sắp hoàn thành và được đưa ra thị trường với giá cả phải chăng cho người dân trên toàn thế giới. Trước đó, một buổi lễ đã diễn ra tại Bắc Kinh để khởi động giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng cho vaccine này ở Peru. Cơ quan Y tế Quốc gia của Peru đã phê duyệt các thử nghiệm. Đây là nỗ lực mới nhất trong tăng cường hợp tác quốc tế của Trung Quốc trong việc kiểm soát đại dịch. Chúng tôi đã khởi động các việc xúc tiến thử nghiệm lâm sàng quốc tế vào tháng 4. Vì vậy, chúng tôi đang thực hiện những bước đột phá quan trọng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hôm nay, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Peru. Ông Liu cho biết tập đoàn Biotech của Trung Quốc đang thực hiện nghiên cứu với các chuyên gia từ một số trường đại học hàng đầu của Peru. Ông nói thêm rằng vaccine sẽ chỉ được sử dụng sau khi đã chuẩn bị đầy đủ và họ đang cố gắng cung cấp cho người dân trên toàn thế giới. Sau khi nghiên cứu và phát triển thành công, vaccine của Trung Quốc sẽ được sử dụng như hàng hóa công cộng toàn cầu, có nghĩa là giá cả phải chăng cho người dân trên toàn thế giới. Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge hôm thứ Năm 20 tháng 8 kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm lý chung sống với virus COVID-19, bởi vì ngay cả khi có vaccine cũng không thể chấm dứt đại dịch. Đại dịch chỉ kết thúc khi mà tất cả mọi người trong chúng ta nhận trách nhiệm và học cách cư xử với virus.
Ủy ban châu Âu đã đồng ý mua ít nhất 300 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng của AstraZeneca, một động thái tương tự như Mỹ và các quốc gia giàu có khác, trong khi sáng kiến của WHO là các quốc gia giàu không nên tranh giành nguồn vaccine dự trữ mà phải chia đều cho tất cả các quốc gia nghèo hơn. Ông Klutsch cũng cảnh báo các quốc gia nên chuẩn bị cho một mùa cúm sắp tới khi mùa hè đang đến gần. Vào ngày thứ Năm 20 tháng 8, trong một bài phát biểu tại Oxford, Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Thống đốc bang Pennsylvania Tom Cotton mở cửa bang trở lại. Bạn có biết việc phong tỏa đã gây ra trầm cảm, lo lắng bất hòa trong gia đình, đau tim, béo phì hay không? Những vấn đề này còn nguy hiểm hơn cả virus. Vậy mà Thống đốc bang Pennsylvania đang làm gì vậy? Ông ấy phải mở cửa bang trở lại. Chúng ta phải mở cửa lại tiểu bang Pennsylvania. Mỹ hiện có hơn 5 triệu ca được xác nhận nhiễm virus, cao nhất trên thế giới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cảnh báo rằng dữ liệu từ 21 tiểu bang cho thấy không có sự sụt giảm số ca nhiễm. Một quán bar ở quận Ginza của Tokyo đã lắp đặt các màn chắn bảo vệ được thiết kế giống như một cái bể cá để chống lại sự lây truyền của virus nhằm mục đích thu hút những khách hàng còn lo ngại nguy cơ lây lan của COVID-19. Quán bar này đã mở cửa trở lại vào cuối tháng 6 sau thời gian ngừng hoạt động từ tháng 4, nhưng doanh thu của quán bar đã giảm từ 70-80% so với trước khi bùng phát dịch. Để khắc phục tình hình này, chủ quán bar đã cho lắp đặt những màn chắn để thu hút khách trở lại. Các tấm chắn thủy tinh hữu cơ trong suốt hình nón treo trên trần nhà bao bọc đầu và vai của khách hàng, đóng vai trò như một rào cản giữa các khách hàng. Các nhân viên cho biết họ cũng cảm thấy được bảo vệ nhiều hơn. Tôi không thể nói chuyện với khách hàng một cách an toàn nếu có nguy cơ lây truyền qua những giọt bắn, nhưng tôi cảm thấy rất an toàn với biện pháp này. Quản lý quán bar anh Katsutoshi Iwazaki cho biết nếu anh không kiên quyết thực hiện các biện pháp ngăn chặn thì sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng về những lo ngại lây lan của virus. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18 giờ ngày hôm nay 21 tháng 8, Việt Nam phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Là bệnh nhân số 1008, là nữ 75 tuổi, địa chỉ tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là mẹ của bệnh nhân 988. Bệnh nhân 1009 là nam 47 tuổi, địa chỉ ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Là người thân của bệnh nhân số 797, 781 và 780. Hôm nay có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 459, 676 và 989. Trong đó, bệnh nhân 459 là bệnh nhân cao tuổi nhất khỏi bệnh. Bệnh nhân 459, 76 tuổi, nhập viện từ cuối tháng 7 với tiền sử cao huyết áp nên xu hướng diễn biến nặng. Sau gần một tháng điều trị, bệnh nhân 459 đã 4 lần xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định mới của Bộ Y tế. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 1009 ca mắc COVID-19, trong đó 545 ca đã chữa khỏi và 25 ca tử vong. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe và cách ly là 100.596 người. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã quyết định tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ tối qua 21 tháng 8. Các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận chỉ tiếp tục được thực hiện sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là một giải pháp cứng rắn nhằm hạn chế các hoạt động tập trung đông người, tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xử phạt hơn 2.000 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 439 triệu đồng. Ngoài số người xử phạt trên, thành phố đã nhắc nhở gần 4.000 người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có 20 ngày không phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Về cơ bản, thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tuy nhiên vẫn còn đứng trước nguy cơ bùng phát dịch vì là nơi giao thương của cả nước. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh không chủ quan lơ là phòng chống dịch bệnh. Thành phố tiếp tục triển khai giám sát y tế đối với người về từ các tỉnh thành có dịch COVID-19. Hôm qua, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã đến trao tặng thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch cho Bệnh viện Bà Rịa. Theo đó, công ty Hodeco hỗ trợ cho Bệnh viện Bà Rịa 200 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Anh hỗ trợ 100 triệu đồng và một máy ATM khẩu trang, cùng 12.500 khẩu trang y tế dành cho bệnh nhân và thân nhân của Bệnh viện Bà Rịa, trị giá 50 triệu đồng. Bệnh viện Bà Rịa cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí cũng như trang thiết bị được hỗ trợ đúng mục đích và đúng đối tượng.
Sở Y tế Hà Nội vừa hoàn thành việc kiểm tra, rà soát điều kiện để phục vụ phòng chống dịch, trọng tâm là COVID-19 tại 40 bệnh viện cả công lập và tư nhân trên địa bàn. Kết quả là có 30 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn, 7 bệnh viện an toàn ở mức thấp và 3 bệnh viện không an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, hiện nay nguồn lây nhiễm trong cộng đồng lo nhất tại Hà Nội là bệnh viện, cửa hàng ăn uống và các đám cưới. Đó là những điểm từng xuất hiện ổ dịch trên cả nước. Rà soát điều kiện để phục vụ phòng chống dịch ở bệnh viện lúc này là cần thiết. 242 công dân Việt Nam vừa về nước từ Singapore đã được đưa về khu cách ly tập trung tại tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng. Trong suốt hành trình đón những công dân này về nước, phi hành đoàn và hành khách đã được yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo vệ phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Đây là những công dân Việt Nam được chính phủ, hãng hàng không phối hợp hỗ trợ đưa về nước, chủ yếu là người già, du học sinh, lao động bị kẹt lại do dịch COVID-19. Ngay sau khi về khu cách ly, tất cả được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định y tế và cách ly tập trung 14 ngày. Để giúp trẻ em hiểu hơn về cuộc sống thời COVID-19, nhà xuất bản Văn học mới phát hành một bộ truyện tranh gồm 6 cuốn dành cho lứa tuổi từ 7 đến 12. Bộ truyện hiện được phát hành ở khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Nga, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ truyện lồng ghép về các cách thức lây lan của COVID-19 vào các ngữ cảnh dễ nhớ, giàu tính nhân văn, viết với góc nhìn từ trẻ em nên gần gũi với các bạn đọc nhỏ, qua đó giúp các em học được lòng dũng cảm để vượt qua khó khăn. Biết COVID-19 sáng nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ở bản tin trưa và tối ngày hôm nay với nhiều tin tức mới. Mời quý vị tiếp tục đăng ký kênh để theo dõi.